Mình chắc chắn rằng 98% các bạn đang xem video này thì hầu hết các bạn là fan của K-pop đúng không? Và các bạn đã bao giờ đặt cho mình một câu hỏi là bên cạnh cái việc chăm sóc skincare rất là khoa học và rất là tỉ mỉ thì các thần tượng của chúng ta làm cách nào để có thể có một cái diện mạo rất là hách tuổi, 27, 30 tuổi vẫn cảm giác như kiểu là 18, 20 chưa? Tất nhiên rồi, đó là do make up nhá. Và quan trọng nhất đó là cách người ta sử dụng màu son. Và tông son được các thần tượng Hàn Quốc cũng như là các bạn trẻ Hàn Quốc sử dụng nhiều nhất, đó là tông son hồng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ soát cho mọi người 8 cái màu son hồng nằm trong bộ sưu tập son mới nhất đến từ nhà Roman. Đó là DIY Water Teen và Blur for the Teen. Màu đầu tiên mình soát cho mọi người đó là màu 05 Taffy, thì đây là một màu hồng baby ngọt ngào. Cá nhân mình khi mà soát ra tay thì rõ ràng đây là một cái màu hồng neon mọi người, khá là quê á. Nhưng mà đến khi đánh lên môi thì wow, thực sự là cái độ sáng tạo của nhà Roman nó đạt đến đỉnh điểm khi mà người ta có thể biến được một cái tông son rất là quê mùa, xến sẩm thành một cái tông son rất là cute ngọt ngào như thế này, mình không hiểu thế nào luôn. Và đây cũng là một cái tông son mình cho rằng cực kỳ hách tuổi luôn á. Màu thứ hai mình soát cho mọi người đó là màu 06, thì đây là một màu hồng beige hiện đại. Cá nhân mình thấy thì đây là cái màu hồng nó có nhiều sắc hồng hơn so với cái màu Taffy màu 05 ấy. Và đây cũng là cái màu son mà mình thấy được ưa chuộng nhất ở bên Hàn, bởi vì đánh cái màu này thứ nhất là môi các bạn không bị bợt, thứ hai đó là gương mặt các bạn cực kỳ hách tuổi, có lẽ là phải ít hơn tuổi thật khoảng 5-6 tuổi gì đấy. Chất son của bộ sưu tập mới nhà Roman này thì mình cực kỳ thích luôn, phải nói là cực kỳ thích nhá, không hề quảng cáo luôn. Chất son ấy thì mọi người sẽ để ý là cái lớp tin và cái lớp bóng ấy nó sẽ tách biệt. Khi mà người đánh, lớp tin nó bám chắc vào môi nhá, nhưng mà lớp bóng nó sẽ tạo cho mọi người một cái đôi môi rất là căng mọng. Và đặc biệt là cái lớp bóng này nó không bị dính dít nhầy nhụa đâu nha, mà nó cảm giác nó rất là ráo và nó kiểu nó mềm mềm dưỡng dưỡng ở trên môi thôi ấy. Và màu thứ 7 mình soát cho mọi người đó là màu Cherry, là một màu đỏ cherry tươi tắn. Nhưng mà với cá nhân mình, mặc dù đây là một tông đỏ nhưng mà các bạn da ngăm thì thôi, các bạn chịu khó là thông cảm cho Trinh và bỏ qua cái bộ sưu tập son này đi, bởi vì thực sự là những cái màu son trong bộ sưu tập mới này, đặc biệt là cái cool tone tông hồng này, nó không phù hợp cho các bạn đâu. Màu thứ 8, đây là một màu đỏ rượu rất là bí ẩn. Thì thực sự đây là màu mình thích nhất trong bộ sưu tập son bóng này của nhà Roman, phiên bản cool tone nha mọi người, phiên bản từ màu 05 cho đến màu 08. Đây thực sự là một cái màu rất đẹp, một cái màu hồng pha tím rất là tinh tế. Ok, nếu như mà mình soát đến đây mà mọi người không thích son bóng thì bây giờ mình sẽ lướt cho mọi người sang cái dòng son lì Blur for the Teen của hãng. Màu đầu tiên mình soát là màu 05 luôn, là màu BB Candy. Đây là một màu hồng candy, một màu hồng cánh sen hơi sáng. Thì với cá nhân mình thấy thì phải là thần thái lắm, da phải trắng lắm và răng phải trắng lắm thì đánh màu son này nó mới đẹp được. Còn lại thì thôi, bỏ qua nhá. Màu thứ hai mình soát cho mọi người đó là màu 06. Thì với cá nhân mình, nếu như mà mọi người mua son mà mọi người nhìn vào bao bì thì chắc chắn là mọi người sẽ bị cái màu son này nó lừa, bởi vì vỏ son thì là một cái màu rất là đẹp, nhưng mà đến khi đánh lên môi thì đây là một cái màu hồng tím rất là bợt luôn.
thậm chí là da trắng ấy, thần thái ngút ngàn không đánh được đâu. Trừ phi là mọi người sử dụng làm lớp base, sau đấy mọi người đánh một cái màu gì đậm đậm vào trong lòng môi ấy, thì ok. Và chất son nhà Roman thì mình có một cái góp ý nhé, là nó quá là khô. Mặc dù mình đánh lên ấy, thì có cảm giác là khi bậm bậm vào môi thì vẫn có cảm giác khá là mềm và mướt. Nhưng mà càng về sau thì chính cái lớp finish này nó lại làm cho cái môi của mình nó khô hơn và nó lộ rãnh môi hơn. Ok, màu thứ 7 là màu Cool Rose Up. Thì đây là một cái màu cũng được, tạm chấp nhận được. Nhưng mà tất nhiên nếu như mọi người mua mà mọi người chỉ dựa vào cái màu son trên vỏ thì cũng sẽ bị lừa thôi. Bởi vì rõ ràng nó không được đẹp như màu son trên vỏ đâu. Mà muốn đẹp như màu son trên vỏ ấy, thì phải nói đến cái màu 08 này. Đây là một cái màu son đỏ gì đấy, đỏ dạng mình không biết diễn tả là cái đỏ gì, là màu đỏ của cánh hoa hồng ấy. Nó khá là sang và khá là trắng răng cũng như là trắng da. Tuy nhiên thì với cá nhân mình, nếu như mà da ngăm đánh cái màu này thì nó cũng hơi sáng thì phải, nó hơi chóe thì phải. Nên mọi người hoàn toàn có thể cân nhắc nha. Và tất nhiên là những cái dòng son lì này cũng được các bạn trẻ Hàn Quốc rất là ưa chuộng luôn. Bởi vì những cái tông son này thì nó khá là trẻ. Rõ ràng là so với cái việc dùng son hồng và son đỏ thì tất nhiên son hồng nó sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Và các bạn đừng quên, đây cũng sẽ là một video có giveaway. Nếu các bạn nhớ subscribe, follow và thực hiện đúng các bước để tham gia giveaway của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.